Họ chỉ biết nói rằng phê và quá đam mê. Đó là chơi một loa Mỹ thôi nhá. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang trình diễn và biểu diễn chất âm của cặp loa Mỹ đến từ thương hiệu JBL, có một tên là MR525, một loa dùng 2 bass 40 và một tiếp kèn, toàn bộ là leo hết 3 đầu tiếng bass 40. Ui ôi, vật đi bác nhá, tiếng qua đánh dày, đánh êm, đánh ấm, lội tầm lớp kẻ lời trong vắt, trong veo bác nhá, ngọt kép len keng lạch đạch rạch rạch cha cha bom bom. Đó là những gì loa Mỹ mà luôn mang cho người nghe nhạc và hát karaoke một cảm giác dễ chịu, thân thương và mê hoặc, hay quá. Đừng buồn đừng cho nhạt phai má hồng. Đúng rồi, tỉa văn nào ra vào đêm nhé, nó thả văn nào xếp đây luôn, nó vẽ cái lời văn nào đúng không, đi vào tim mọi người ra mềm danh luôn, hay quá. Mùa vàng son nhẫn trần đời. Đấy mọi người nhá, đây là loa MR MRX525. Em về được lôi ra 738 này, đẹp xuất sắc này, 738 này, tiếng 50 này. Rồi 4735A này, bộ số này, 4735X này, 475A mọi nhá, bộ số này, 738 4722 đẹp, 4733X. Ôi trời, hai đôi mới nhá, 4733X hai đôi, con này nó gọi là ông vui là sàn rồi, và đôi súp kép này 728 đấy, mới về tối hôm qua để giới thiệu qua sơ lược nhá, củ tép vào 4733 này, tỏ ra màn 247 gì đẹp, phải đẹp lắm nhá. Tiếp lên sóng, tiếp lên sóng 4722A đây đấy, bác sẽ tập trung đôi là JBL nhá, MRX 525 giá 38 triệu. Con này bãi Mỹ nhá, cái này có hai đời, một là sản xuất Mexico và hai sản xuất tại Mỹ, thì con này là USA Metal, hay lắm. Con này thì em có nhiều cái bản test rồi, nhiều bộ hát lắm rồi, có nhu cầu chốt với nhá. Bây giờ phần 2 em mới tháo thất và quay chi tiết các bác ngắm nhìn một đôi với nhau. Thứ nhất là sản xuất Mỹ, người về thăm người yêu bé không chịu được, hay nó có nhu cầu phối ghép này những bộ hát alo chị em đấy, rất hay luôn, giá bình dân. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa đến từ Mỹ, thương hiệu JBL, có một tên là MRX525. Thì đây là một dòng loa sở hữu hoàn toàn các driver là leo nhá, bát từ leo và check từ leo, một dòng loa sử dụng 3 đường tiếng bát 40 và tép kèn. Thì với dòng loa này nó có thể chơi được tất cả các dòng nhạc tại Việt Nam, từ những dòng nhạc cổ và đến những dòng nhạc hiện đại, bởi vì dòng loa này là loa nó thể hiện rất tốt ở các giải như là bass, trung, tép. Hơn nữa thì hát karaoke thì trường âm nó rộng rãi, nó thoáng, đi xa và bay luôn nhá. Thì ngày nay em về được một đôi đẹp xuất sắc, không tì vết, có thể nói là loa bãi nhưng như loa mới luôn nhá. Nó thiếu cái thùng xốp thôi, thiếu cái thùng thôi thì nó là loa mới. Bây giờ em sẽ quay chi tiết tổng quát cũng như báo giá để bác có thể lắm được. Đây là dòng loa nhá. Thì dòng loa này nó thiết kế rất đẹp, nó là một dòng thùng gỗ ép cao cấp nhá, thùng gỗ ép cao cấp đấy, siêu nhẹ và siêu chắc. Cái áp lực nó chịu rất lớn nhá, áp lực thùng ấy rất lớn. Và cái này nó độ rộng ấy nó là 54, rộng 54 thôi nhá, sâu 46, cao 1m24, sơn xi nguyên bản, không có thiệp gì đấy. Thùng thiết kế kiểu hình thăng cân và chém cạnh ngay góc này, nó tạo ra loa điểm nhấn hết sức đẹp. Mặt trước bác nhá, toàn bộ mặt sau này. Và đây là thông số của nó bác nhá, mã nó là JBL MRX500, model là MRX525, được sản xuất tại Mỹ, Made in Russia. Đấy, con này làm tại Mỹ bác nhá. Thì công suất đạt được như sau, anh em để xem quan sát này. Công suất nó nhỏ nhất ấy, nó là 800W, lợi trung bình program là 1600, lớn nhất là 3200, đánh nội trở 8 ô, và giải tần rất thấp nhá, nó xuống đến 40Hz cho đến 20kHz. Đấy, đây là toàn bộ thông số. Thùng trên là 2 ngăn, ngăn dưới chứa cái bát để đánh súp này. Đấy, ngăn trên là chứa quang tép và một cái bát, tức là nó gọi là loa chung ấy. Thì cái này nó thiết kế là chung ấy, là nó thiết kế giống nhau nhá, bát và do bát đánh bát giống nhau, phần tần rất đẹp này. Bông tiêu một lông chuột,
loa còn tình trạng đẹp tới 99%. Tất cả zin nguyên bản nhá. Thùng thành chưa bị rất méo gì cả. Đấy, đèn quýt bóng liễu này. Nguyên bản nhá. Nguyên bản luôn. Không có thiếu cái gì cả. Đấy. Thật thật. Quá đẹp quá nhá. Rồi. Toàn bộ thông số em quay kỹ càng về một đôi nhá. Chỉ có đôi duy nhất thôi đấy. Không có nhiều đâu. Rất đẹp. Và cặp tép của nó thì nó chạy cặp tép leo luôn nhá. Mã tép là nó là 2408. Xuất tại Mỹ, leo. Leo toàn phần luôn nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn, leo toàn phần. Con này leo toàn phần luôn nhá. Tiếng nó sạch, nó trong, chi tiết. Và bát nó thì đẹp. Lung liêng luôn nhá. Đây. Gân độ tầm dầu. Không sứt mẻ méo gì cả. Đấy, nhìn mát. Như mới luôn đúng không ạ? Bốn quả mát như nhau nhá. Đấy. Bốn quả mát như nhau hết. Cam kết hàng đẹp luôn nhá. Đây leo đây. Quá đẹp đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Loa tình trạng nó còn mới lắm ạ, zin lắm đấy. Đấy. Mã bát nó là 265H cái ngang 1. Là ra tại Mỹ nhá. Made in USA. Và thứ hai cũng đẹp như vậy. Nó chưa là bao đẹp cho tất cả các bác luôn. Keo nó là keo sữa nhá. Rất tại Mỹ. 265H1 Medina. Đấy. Thì giá em sẽ chào bác cứ thẩm lý của đôi này thôi. Đôi này là 38 triệu thôi nhá. Có nhiều cọc trước em 2 triệu. Bác muốn bỏ hát alo cho em nhá. Đấy, có một đôi về là quay nguyên bản đi bác nhá. Về một đôi, đôi này trước em mới đôi mới em bán hết rồi. Về đôi bãi đẹp quá thì lấy luôn bác nhá. Và giá lại mềm. Nó mới thì sản xuất Meco nó cũng rơi tầm 42 triệu. Này em bán 38 triệu nhá. Giá là 4 triệu. Như tình trạng như mới luôn. Tình trạng như nó mới mà nhá. Đấy. Loa này ít rất dùng luôn đấy. Rất là dùng luôn. Đây toàn bộ thông tin em quay kỹ càng nhá. Mọi thứ mua sắm liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140 hay Nguyễn giao hàng toàn quốc luôn nhá. Đấy.